Hi everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong phần học trước các em đã được học về phần Getting Started. Và trong phần Getting Started các em đã được học mẫu hội thoại giữa hai bạn, bạn Nick và bạn Dương. Bên cạnh mẫu hội thoại đó thì các em cũng đã được học các từ vựng về các kiểu truyện, các loại truyện và các đặc trưng của các câu truyện rồi đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần A Closer Look One. Và trước khi bắt đầu phần A Closer Look One bài học ngày hôm nay thì các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 8. Ở phía sau bìa 4 của hai quyển sách này các em sẽ thấy có đính kèm phần mềm IC Books. Đây là phần mềm sẽ giúp các em có thể tự làm bài tập, tự kiểm tra đánh giá năng lực của mình và tự ôn lại các kiến thức mà các em đã học ở trên lớp. Và nếu bạn nào chưa có hai quyển sách này thì các em cũng có thể truy cập vào trang web www.icbooks.vn để nhận được sự hỗ trợ nhé. Đối với phần bài học ngày hôm nay, phần A Closer Look One, các em sẽ được học các từ vựng. Các từ vựng này sẽ giúp các em phân biệt được các kiểu nhân vật ở trong truyện và bên cạnh đó các em cũng sẽ được học các tính từ mới để miêu tả đặc trưng tính cách của các nhân vật này. Và đối với phần kỹ năng phát âm, phần pronunciation, các em sẽ được học cách phát âm về ngữ điệu của các câu cảm thán. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một số từ vựng mới mà các em sẽ gặp ở trong bài ngày hôm nay nhé. Now let's start to learn some new words. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu học một số từ vựng mới của bài ngày hôm nay. Từ vựng đầu tiên mà các em được học trong bài ngày hôm nay sẽ là từ vựng, một danh từ nói về người đốn củi hay còn gọi là tiều phu. Người đốn củi hay còn gọi tiều phu trong tiếng Anh sẽ được gọi là good cutter. Good cutter. Good cutter. Người đốn củi, tiều phu. Trong đó good chính là gỗ và cutter, người cắt. Cắt gỗ thì sẽ là người tiều phu, một người đốn củi rồi đúng không nào? Good cutter, người đốn gỗ. Tiếp đến, vua, hoàng đế thì ta sẽ gọi là emperor. 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 Vua, hoàng đế. Ta có một danh từ này dùng để chỉ Đức Phật. Và trong Việt Nam mình gọi Đức Phật, người ta gọi lái đi đó chính là ông Bụt. Đức Phật hay ông Bụt thì trong tiếng Anh đều được gọi là Buddha. 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 Các em nghe cũng thấy khá giống với từ Bụt của mình đúng không nào? Ông Bụt và Đức Phật sẽ là Buddha. Tiếp đến hiệp sĩ hay kỵ sĩ thì sẽ là Knight. 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 Letter K ở đây sẽ là một âm câm. Ta sẽ không đọc cái âm của letter K lên, vì vậy nó sẽ là Knight. Kỵ sĩ, hiệp sĩ. Tiếp đến cô tiên ta sẽ gọi là fairy. 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 Fairy, cô tiên. Còn đối với những nàng công chúa thì công chúa ta sẽ gọi là princess. 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 Người khổng lồ, người khổng lồ hoặc con vật khổng lồ sẽ được gọi là giant. 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 Mụ phù thủy là witch. Witch. Witch, phù thủy. Tiếp đến ta sẽ học một loạt các tên của một số loại động vật. Đầu tiên đó chính là con rồng. Con rồng thì sẽ được gọi là dragon. 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 Đối với chó sói sẽ được gọi là wolf. Wolf. Wolf, chó sói. Và đối với loài thỏ, bình thường ta gọi hay gọi các con thỏ sẽ là rabbit, đúng không nào? Tuy nhiên đối với loại thỏ rừng thì ta sẽ gọi nó là hare. Hare. Hare, thỏ rừng. Tiếp đến đối với loài cáo, cáo ta sẽ gọi nó là fox. 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 Rùa thì sẽ gọi là tortoise. 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 Tortoise chính là con rùa. Đối với con sư tử ta sẽ gọi là lion. Lion. Lion, sư tử. Đại bàng thì sao nhỉ? Đại bàng sẽ được gọi là eagle. 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 Tiếp đến người yêu tinh hoặc là người ăn thịt người, người hung dữ bạo tàn ăn thịt người thì sẽ gọi là ogre. Ogre. Ogre, quái vật ăn thịt người hay còn gọi là yêu tinh, ogre. Tiếp theo là một số tính từ này để sử dụng miêu tả các nhân vật trong câu chuyện mà các em sẽ kể. Ví dụ tính từ đầu tiên đó chính là tính từ cheerful. Cheerful có nghĩa là vui, hào hứng, phấn khởi. Cheerful. Cheerful, tính từ vui, hào hứng.
Tiếp đến đối với tính từ generous. Generous có nghĩa là hào phóng. Generous, hào phóng, độ lượng. Generous, generous, hào phóng. Tiếp đến là một cặp tính từ. Đối với tính từ kind, kind thì nó có nghĩa là tốt bụng, tử tế. Tốt bụng, tử tế. Và trái nghĩa với kind sẽ chính là cruel. Cruel có nghĩa là tàn bạo, độc ác, tàn bạo. Cruel, kind, cruel, kind, cruel. Kind là tốt bụng, tử tế và cruel là độc ác, tàn bạo nhé. Tiếp theo là một tính từ. Tính từ này theo hình vẽ thì các em thấy tính từ này miêu tả sự tham lam đúng không nào? Đối với tính từ tham lam thì ta sẽ gọi nó là greedy. Greedy, greedy, tham lam. Xảo quyệt, xảo trá thì sẽ gọi là cunning. Cunning, cunning. Và đối với tính từ fierce, fierce có nghĩa là hung dữ, bạo tàn, hung dữ. Hung dữ, fierce, fierce, fierce. Hung dữ, gay gắt. Và cuối cùng, một tính từ cuối cùng trong bài ngày hôm nay đó chính là tính từ brave. Brave có nghĩa là dũng cảm. Brave, 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 dũng cảm. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books, để ôn tập lại những từ vựng mới mà chúng ta đã vừa học ở trong phần lý thuyết vừa rồi nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần A Closer Look 1. Vocabulary 1. These are popular characters in folktales. Match the characters with the pictures. Can you add more? Và ở hoạt động đầu tiên này, người ta cho biết these are popular characters. Đây là những cái nhân vật phổ biến trong các câu chuyện dân gian, truyện cổ tích. Match the characters, hãy nối những cái tên nhân vật này với các bức tranh. Và người ta hỏi can you add more? Các em có thể nghĩ ra thêm các nhân vật khác hay không? Thêm vào các nhân vật khác hay không? Ví dụ như ở hình ảnh đầu tiên, các em thấy đây là hình ảnh của người khổng lồ đúng không nào? Và chúng ta trong tiếng Anh, người khổng lồ, nhân vật này sẽ được gọi là giant. Giant. Vì vậy chúng ta sẽ nối 1G. Giant. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ sử dụng những từ vựng mà chúng ta đã học trong phần lý thuyết vừa rồi để có thể nối các nhân vật, tên nhân vật với những hình ảnh thích hợp ở bên dưới. Và sau khi đã hoàn thành xong, nhớ bấm nút Submit để kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. 2. These creatures are popular characters in folktales. Match the creatures with the pictures. Can you add more? Tương tự như bài số 1 lúc nãy, bài số 2, hoạt động số 2, Activity 2 này thì người ta cũng cho biết these creatures, những cái sinh vật này là những cái character, popular characters, những nhân vật phổ biến trong các câu chuyện dân gian, truyện cổ tích. Các em hãy nối các nhân vật với tên các nhân vật với các bức hình và các em sẽ thêm cái tên các nhân vật khác nếu các em thấy là chúng ta biết những cái từ mới ngoài những từ này. Ví dụ như ở hình ảnh đầu tiên, đây là hình ảnh của yêu tinh hay quỷ ăn thịt người. Ta có từ yêu tinh hay quỷ ăn thịt người đó chính là ogre. Ogre. Vì vậy chúng ta sẽ nối one với G, 1G, ogre. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ sử dụng những từ lý thuyết mà cô vừa giảng cho các em ở những cái từ vựng mới mà cô vừa giảng cho các em ở phần lý thuyết để chúng ta có thể nối tên của các sinh vật này phù hợp với hình ảnh của chúng ở bên cột trái nhé. Và sau khi hoàn thành xong cũng đừng quên bấm nút Submit để nộp bài của mình. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, Activity 3. 3A. The adjectives in the box are often used to describe characters in folktales. Put them into the correct columns. Can you add more? Và ở hoạt động 3A, hoạt động 3A này thì người ta cho các em biết the adjectives, những cái tính từ in the box, trong cái khung, are often used to describe characters in folktales. Thường được sử dụng để mô tả cái tính cách, đặc trưng tính cách nhân vật ở trong các câu chuyện dân gian.
Put them into the correct columns. Hãy đặt những cái từ này vào vị trí đúng của các cột, ở các cột. Ta có hai cột, đó là cột positive, đó là những tính từ. Những tính từ mang nghĩa là nó tích cực, và negative là những tính từ mang nghĩa là tiêu cực. Vậy thì cô sẽ đưa ra ví dụ cho các em ở phần bài tập này. Ví dụ như ở cột những tính từ tích cực, ta có thể sử dụng tính từ cheerful. Cheerful là vui, hào hứng, hứng khởi, cheerful. Và đối với các tính từ tiêu cực thì chúng ta có thể thấy đó là tính từ như là cruel, tàn bạo, độc ác, cruel. Tương tự như vậy, các em sẽ xem nghĩa của các từ còn lại và sắp xếp chúng vào cột đúng ở bên dưới theo cột tích cực hay tiêu cực dựa trên nghĩa của chúng nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động 3B. B. Now use the adjectives to describe some characters in one of your favorite folk tales. Ở hoạt động 3B này, các em sẽ sử dụng những cái tính từ mà các em vừa làm ở trong phần 3A để mô tả đặc trưng tính cách của các nhân vật trong một trong những câu chuyện cổ tích mà em yêu thích. Ở đây người ta cho ví dụ như là There's a wolf in Little Red Riding Hood. He's cunning and wicked. Có một con sói trong truyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ. Nó gian xảo và xấu xa. Ở đây người ta sử dụng tính từ là cunning, gian xảo, và wicked là xấu xa. Giống như câu ví dụ mẫu này, các em cũng sẽ viết ra các câu để mô tả các đặc trưng nhân vật mà trong câu chuyện mà em thích nhé. Và sau khi đã hoàn thành xong, các em có thể bấm nút Show Answers để tham khảo đáp án đúng cho phần bài làm này. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, Activity 4. 4. Listen and repeat the sentences, paying attention to intonation. Do they have rising or falling intonation? Ở hoạt động số 4, Activity 4, các em sẽ được rèn kỹ năng phát âm pronunciation. Các em sẽ lắng nghe và lặp lại các câu bên dưới. Hãy chú ý vào ngữ điệu của chúng. Các em sẽ xem thử liệu là ngữ điệu của nó là ngữ điệu giọng đi lên hay là ngữ điệu đi xuống. Chúng ta cùng nghe thử câu mẫu đầu tiên. 1. What a colorful hat she is wearing. Đối với câu này, các em thấy what thì người ta đọc ngữ điệu đi lên, a colorful hat she is wearing thì người ta đọc ngữ điệu đi xuống, đúng không nào? Và tương tự như câu vừa rồi, các em cũng sẽ xem thử đối với các câu còn lại ngữ điệu của nó sẽ như thế nào nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 5, Activity 5. 5. Practice these sentences. Then listen and repeat. Và ở hoạt động số 5, hoạt động cuối cùng này, các em sẽ luyện tập các câu ở bên dưới. Các em sẽ lắng nghe và lặp lại các câu này. Ví dụ như 1. What a beautiful princess she is. 2. What brave knights they are. 3. What a big nose the wolf has. Tương tự như vậy, các em sẽ bật lần lượt từng câu và đọc theo ví dụ mẫu, câu mẫu của người ta. Các em cũng có thể sử dụng nút thu âm ở bên dưới để có thể lắng nghe lại câu nói của mình, xem liệu rằng chúng ta đã đọc đúng ngữ điệu giống như ngữ điệu của người đọc ở trong máy hay chưa nhé. Wow, vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần A Closer Look 1. Trong bài học A Closer Look 1 ngày hôm nay, các em đã được học cách từ mới khá là thú vị để miêu tả các nhân vật ở trong câu chuyện rồi, đúng không nào? Bên cạnh đó, các em cũng đã được học cách phát âm, cách đọc ngữ điệu đối với các câu cảm thán. Và trong bài học tiếp theo, các em sẽ tiếp tục được học về phần A Closer Look 2. Đối với phần A Closer Look 2, các em sẽ được học mẫu ngữ pháp liên quan đến thì quá khứ tiếp diễn, past continuous. Các em về nhà hãy thực hiện các bài tập mà chúng ta đã thực hiện trong bài ngày hôm nay thông qua phần mềm IC Books và đừng quên chuẩn bị cho bài học mới phần A Closer Look 2 nhé. Ok, goodbye, see you!